cái việc này. Vì thế cho nên là nó có cái tính, như tôi vừa nói đấy, nó có một cái tầm quan trọng, vị trí chiến lược mà nó rất là quan trọng, ý nghĩa đối với quốc gia, đối với ngành nghề và đối với, hẹp lại là đối với cả cái nghiên cứu của chúng tôi. Thế còn là nghề chuyên môn thì tôi cũng phải nói thêm một cái ý nghĩa nữa, đó là ở Việt Nam thì chúng tôi đã nghiên cứu về tôn giáo và chính trị đã lâu. Chúng tôi cũng nghiên cứu về chính sách tôn giáo để tổng kết nó rồi đóng góp phần đổi mới, tiếp tục hoàn thiện nó. Nhưng mà khi có cái chương trình tôn giáo pháp quyền này vào đó, thì đó cũng lại là thêm một cái phương pháp tiếp cận nữa rất là tốt cho cái giới nghiên cứu tôn giáo. Và ngày nay tôi cũng thấy rất vui rằng là rất nhiều học trò thì đồng nghiệp, các đàn em của chúng tôi đã tạo nên thành một cái cộng đồng nhỏ thôi, nhưng mà cũng đã là một cái giới nghiên cứu bắt đầu có cái bước đi đầu tiên của cái việc mà nghiên cứu về vấn đề tôn giáo pháp quyền và luật pháp tôn giáo ở Việt Nam. Thì đây là điều rất là mới mẻ trong ngành nghề. Tóm lại thì tôi đã nêu 3-4 cái tầng cấp cũng như là cái tiếp cận này, thì để nó nói lên cái vị thế tôi nghĩ là rất là đặc biệt của cái chương trình này.